Hello mọi người, tình hình là bây giờ mình cần phải đi nói. Hello mọi người, tình hình bây giờ mình cho các bạn xem một cái như thế này. Ở đây là trời ngoài ánh nắng ban mai này bạn này. Ánh nắng ở đây rất là ban mai luôn đó. Thì ban mai là ban mai ngoài sân đó. Bạn nhìn thấy ở đây có cái chi? Cái đàn như cái chi? Cái này. Nhưng mà cái đàn này là siêu cũ bạn ạ, cũ lắm. Nhưng nó là cái đàn gì? Đàn 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 đây này, cái đồng hồ rất chi là nhỏ nha. Là một, thứ hai nữa là mang cái tên là gì? Ở đây là có cái chữ song bóp này. Sau đó tiếp theo đến đây là có cái chữ Yamaha. Sau đó là có một cái chữ BSR210. 210. Đó là cái đàn của Yamaha chính hãng luôn. Như vậy cái đàn này là cái đàn không phải là cái đàn đều. Đó là một cái đàn xịn. Cái hãng của đàn cái dạng mà không phải là Yamaha, nó sản xuất ra nhiều 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 loại đàn lắm. Và đây là cái loại chung. Đây, loại hạng chung á. Đây là nút công tắc này bạn này. Nút công tắc này. Mà mục đích của mình bây giờ sẽ là lấy một thứ ở trong đây, đó là một thứ, đó là bạn nhìn xem đây là cái gì, chạy bằng pin bạn ơi, chạy bằng pin này 1,5 nhân 6 này, nghĩa là chạy bằng pin 9V. Và nếu mà thích cắm điện thì cắm, mà thích chạy bằng pin thì chạy. Bây giờ mình sẽ tháo nó ra. Bạn ơi, ở đây nhá, ở đây mình có một cái gọi là mình đã tìm ra hai thứ mà rất là quan trọng. Thứ nhất, nó tóm lại là ba thứ. Thứ nhất là cái bo này thì bạn có thể sửa lại đúng không, để dùng tiếp theo. Hai thứ còn lại, thứ nhất đó là một cái loa, thứ hai đó là một cái loa nữa, là như vậy là được đôi loa. Và loa ở đây là loa chứ không phải là loại không tốt, loại siêu xịn luôn đấy. Đấy, loa toàn giải các bạn. Nhưng mà nếu bạn sửa thì đầu tiên bạn sẽ kiểm tra con này 7805 xem còn sống hay không, đúng không? Nếu 7805 còn sống, bạn sẽ kiểm tra tiếp đến cái gì? Con này đây này, mà con này bây giờ mình nhìn thấy à, bạn mình nhìn thấy không, nó lỏng này, lỏng này đấy đấy, có nghĩa là cái con này đã bị lỏng chân, rất hay bị lỏng chân luôn. Khi mà các bạn sử dụng lâu á thì nó sẽ, cái đàn nó có độ rung động cao thì con này rất dễ bong chân luôn. Thì các bạn hàn lại thì khả năng sống rất cao luôn. Bạn lấy cái loa như thế này và bạn lắp lắp nó vào trong cái thùng máy tính như thế này, bạn lắp như thế này để cho cái bộ dàn bạn thêm vào cái bộ dàn của bạn á, thì các bạn lắp như thế nào? Không lẽ các bạn cứ để như thế này mà lắp vào như thế này à? Như thế này là nâu no các bạn nhé. Để như thế này thì đấu dây trực tiếp vào là không được, mà bạn sẽ phải phân, người ta gọi là phân cực cho nó. Bạn phân cực cho nó bằng cách như thế nào? Thì ở đây mình sẽ phải đấu như thế nào vào cái loa thùng. Ok bạn ơi, ở đây rất chi là ổn luôn, nhưng mà mình dẫn thế này là bây giờ các bạn, ở đây là cái dây tăng âm ra, mà chẳng lẽ các bạn đấu ở đây như thế này là không nên nhá, nâu luôn đấy. Thì ở đây mình có một đống tụ đây, và rồi mình cân dò tần số đó, 3 kHz thì ứng với tụ 15 UF. Ở đây cái loa này đây, ví dụ như là ở đây có con 10 UF này thì mình nhỏ quá này. Nên mình đấu con 22 UF này, 22 UF nha bạn. Con này là 33 UF này, thì mình sẽ đấu ở đây. Và vòng tay ngỡ dòng hương bên.
mình cái này là ba này. Bát nhiều hơn đúng không bạn? Cái này dùng cái bát này. Rồi anh sẽ dừng căn nhà. Rồi anh sẽ dìu em về thăm. Rồi đây là bạn sẽ dùng cả hai con này này là cái biện pháp cuối cùng, một con khoảng độ 15 ohm luôn. Đây đúng không? Rồi anh sẽ dừng căn nhà xưa, rồi anh sẽ đón cha mẹ về, rồi yeah, bạn ạ, bạn dùng con